Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review công nghệ của Ngọc Nguyễn So. Hôm nay chúng ta có ở đây sản phẩm Asus Gaming NOG 6G16 một trong những dòng gaming được đánh giá là tốt nhất cho game thủ eSports. CPU lên tới Intel Core i9-13980HX thế hệ 13 với 24 nhân và 32 luồng với tổ dân phố lên tới 65W. GPU lên đến Nvidia GeForce RTX 4080 với TGP tối đa 175W, đi kèm MUX Switch Nvidia Advan Optimus và DLSS 3. Màn hình 16-inch chuẩn ROG Nebula lên đến 2K 240Hz 3mm, tỷ lệ 16-10 và 100% DCI-P3. Chơi game mượt mà và mát mẻ nhờ công nghệ tản nhiệt bao quạt, khe thoát nhiệt bao quanh thân máy và cao tản nhiệt kim loại lỏng có Dr. Not Extreme. Hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos cho nội dung đắm chìm. Độ hoàn thiện trên ROG 6G16 mình đánh giá khá cao. Vỏ máy được làm từ chất liệu như cao cấp chắc chắn, cảm giác khi cầm nắm cực kỳ đâm tay và thoải mái. mặt lưng được hoàn thiện từ tấm nhôm cứng cáp với logo ROG và đường chéo cắt xẻ tạo nên một điểm nhấn đậm chất gaming vốn có. tiếp đến là phần mặt b là nơi bạn sẽ tiếp xúc nhiều nhất khi sử dụng máy. phần chiếu nghỉ tay có những họa tiết đường nét quen thuộc trên các dòng máy ROG. bên phải có một chữ ROG được khắc chìm khá thú vị, tạo nên một cảm giác mạnh mẽ và đồng bộ. bàn phím của máy có led rgb cho từng phím, bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và hiệu ứng theo sở thích. Khu vực mặt đáy của ROG Stretch G16 cũng được thiết kế rất tỉ mỉ với phần khe hút gió tản nhiệt được làm tinh xảo và đẹp mắt. Rộng chữ ROG Intelligent Cooling được đề ở góc, nhấn mạnh vào khả năng tản nhiệt tốt được Asus giới thiệu khá nhiều. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc máy bị nóng khi chơi game. Về các loại cổng thì mình thấy nó khá đầy đủ bao gồm các cổng 2 USB A cổng nguồn, LAN, SMI 2.0, jack 3.5mm Thunderbolt 4, USB-C, với thiết kế màn hình 16 inch tỷ lệ 16 chia 10 độ phân giải 1920 x 1200 và độ bao phủ màu 100% DCI-P3. Màn hình của ROG Switch G16 khá là chất lượng với nhiều thông số nổi bật như độ bao phủ màu 100% sRGB, giải màu DCI-P3 đạt 100% và độ chuẩn màu Delta E. Với những bạn designer cần một chiếc máy mạnh mẽ nhưng muốn màn hình có chất lượng tốt thì đây là chiếc máy dành cho bạn. Ngoài ra với tần số quét 165 h tốc độ phản hồi 3 ms, ROG Switch G16 còn mang đến trải nghiệm mượt mà khi chơi game. Về cấu hình, phiên bản Asus ROG 6 G16 trong bài viết này có tên mã đầy đủ là R614 Juno 3777W được trang bị CPU Intel i7-13650HX. Đây là một chiếc CPU có hiệu năng vô cùng mạnh mẽ với 14 x 20 luồng. Xung nhịp cơ bản đạt ngưỡng 2.3 và có thể ép xung tối ưu lên tới 4.9 GHz. Cùng với đó là bộ nhớ đệm của CPU lên tới 24 MB. Các đồ họa RTX 4050 mới nhất của Nvidia với 6GB VRAM mang đến hiệu năng mạnh mẽ. Đây là chiếc máy đáng dùng nhất vào năm 2024 nếu bạn có yêu cầu cao về hiệu suất và nếu bạn cần một máy tính chơi game mạnh mẽ thì ROG Strix G16 có thể là một lựa chọn tốt với bạn. Sản phẩm này đang có mức giá vô cùng hợp lý tại trang web Ngọc Nguyễn và nếu các bạn có quan tâm đến sản phẩm hãy truy cập đến đường link mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video thì mọi người hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.